Ông lại đi nữa hả? Công nhận giờ người ta nói mới đúng. Nhìn kỹ mình càng già càng đẹp ông nội ơi. Ông, bộ ông không có già được ngày nào sao? Cái gì nữa đây? Có câu một ngày nào cũng hỏi vậy? Không có câu nào khác hơn hả? Có ngày nào tôi ở nhà đâu mà tự nhiên mà hỏi câu đó. Rồi ông định đi như vậy cho đến bao giờ hả ông Bánh? Sao biết được, hỏi toàn là mấy câu khó trả lời không à. Tôi hỏi thiệt ông nè. Hỏi nữa hả? Hỏi câu nào mới mới giùm cái. Thì ông ngồi đi tôi mới nói chứ. Không, ngồi nhăn quần tôi sao? Trời đất ơi, ông càng làm càng quái gở à. Hồi xưa đi giữ dịch mần ruộng ăn mặc nem luôn có làm sao đâu. Hồi đó khác, bây giờ khác. Ông Bảnh nè, ông bà mình có dạy á, được mùa chớ phụ ngô khoai. Ngày xưa mình đã sống trong cơ hàng, ngày nay dẫu có cao sang cũng nên nhớ cửa hàng chi năm nào. Ôi trời ơi là trời, nói sao nhiều quá. Tôi cũng đang sống theo lời ông bà mình dạy nè. Không có ông bà nào mà dạy mình sống như vậy hết á. Không dạy bà nhưng dạy tôi. Ông bà tôi dạy tôi là ăn theo thuở, ở theo thời, hiểu không? Ý ông nói vậy là sao? Hồi nào tôi khổ tôi nghèo, hồi nào cái bụng đói mèo mà lấy đâu tiền bạc theo người ta đua đòi. Giờ đã tới hồi hưởng phước, mình có cuộc sống xa qua, và đã thành một đại gia phải chơi cho đúng điệu kéo người ta chê. Ông nói nghe hay quá ha. Sao? Ông đó mới có tanh tanh đó thì lại. Ê, nói chuyện đàng hoàng nghe. Tôi người ta chứ không phải cá nghe mà nói tôi tanh. Tôi phải nói mới được. Nói cái gì? Tôi là chồng bà chứ không phải con bà nghe. Nó có giọng đó nghe. Ngày nào cũng cằn nhằn cử nhữ, nghe riết là mệt ốc. Ông á, ông thiệt là ngoan cố mà. Rồi sao? Mệt mà quá. Hỏi gì hỏi lẹ đi. Không hỏi tôi đi à. Tôi muốn biết chính xác, muốn biết rõ ràng, cụ thể là ông đi đâu. Hỏi gì? Đi cà phê được không? Cà phê? Trời đất ơi, cà phê gì mà ăn mặc chải chuốt bóng lộn vậy? Bộ đi cà phê là không mặc đồ đẹp được hả? Bà biết tên tôi tên gì không? Bảnh. Ừ? Trần Văn Bảnh. Thì đó, tôi là Bảnh, đại gia Tư Bảnh, nên lúc nào cũng phải bảnh. Thấy chưa? Hiểu không? Thiệt là. Nè, không phải tôi ghen nha. Tôi nghe người ta nói á, người ta đồn á là ông có mèo, có mỡ gì đó, rồi quen với gái bia ôm phải không? Ôi, tào lao không à. Làm gì có mèo, mỡ là cái gì? Ta nói gì kệ người ta. Miễn thôi, tôi đi à. Đó, nói vậy rồi bỏ đi liền vậy đó hả? Rồi chừng nào ông về? Không biết. Thiệt là khổ mà. Mơ
được nhà nước bồi hoàn ít tiền thì bày đặt học đòi à. Ngồi không mà ăn thì núi nó cũng mòn. Trời ơi, không biết làm sao để mà ông trở lại như trước nữa. Khổ tâm thiệt mà. Bà mẹ, xui gì mà xui tận mạng. Gà mua mấy triệu bạc, nhảy qua nhảy lại, bị đâm chết queo. Thua hết nhiều nữa rồi. Đó, cũng cái giọng hỏi đó. Thua nhiều hỏi chi? Tiền của tôi muốn xài cho tôi xài. Không có lấy tiền của ai xài là được rồi. Em đâu có dám nói gì mình đâu. Em quan tâm nên em muốn biết. Biết gì? Đó không phải là chuyện của mấy người. Biết làm gì? Mình. Gì? Mình ăn gì chưa? Để em dọn cơm cho mình ăn nghe. Trời, cảm ơn. Chưa đói. Mình. Đá gà không phải là chuyện tốt đâu. Nó giống như bài bạc vậy đó. Dướng vô nó thì khổ lắm. Mình à, mình nghe lời em, mình đừng có chơi. Im. Biết gì mà nói. Em thì em không có biết nhiều. Nhưng ở xóm mình nè, cũng có mấy người vì mê đá gà mà tán gia bại sản. Sống trong cảnh đời đổi lành lang bỏ xứ xa làng tay tiếng phải mang, muốn được giàu sang thì hàng ngày cần lao động hăng say bằng sức mạnh của đôi tay. Có mấy ai giàu nhờ bài bản, sát phạt đỏ đen sẽ làm tan nát gia đình. Mình ơi, mình suy nghĩ lại đi mình. Ôi đàn bà tầm nhìn nhỏ hẹp làm sao. Đừng nên ăn nói cầu cao. Hao tốn là bao cho mỗi trận đá gà. Khi tôi tiền của đầy nhà. Em nghĩ là mình nên dừng lại. Đừng để phải hối hận ngày mai. Làm gì phải hối hận? Thì bài bạc là bác thần bần mà mình. Thôi tôi mệt quá. Đá gà thua, bực mình rồi. Về nghe nhai 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 hoài. Bực mình hơn nữa. Nè, tôi đi nữa bây giờ à. Mình, thôi. Thôi mình ở nhà mình nghỉ ngơi đi. Em không có nói nữa đâu. Em làm việc của em. Mình ngồi nghỉ ngơi hoặc mình ngủ cho. Mình uống cà phê không? Em pha cho mình nghe. Thôi khỏi. Không uống. Mấy người mận gì mận đi. Để tôi yên là được rồi. Dạ. Gì vậy? Mấy người mận gì vậy? Em tập đan võ. Đan võ? À. Nhớ rồi. Đan võ từ lục bình chứ gì. Công việc này là do cậu Út suối người ta trong xã làm đó phải không? Dạ đúng rồi. Công việc này hay lắm mình à. Giúp mọi người học thêm được cái nghề, kiếm thêm thu nhập. Rồi sao nữa? Rồi mình cũng không cần bỏ vốn. Vì lục bình có sẵn ở trong tự nhiên mà. Cho nên công việc này chủ yếu là lấy công làm lời. Mình đang giỏi với em nghe. Gì? Mới nói gì? Tôi đang giỏi hả? Dạ. Dẫu sao thì đất ruộng của mình, nhà nước đã thu hồi để xây dựng khu công nghiệp rồi. Mình cũng không có việc gì làm. Mình làm việc này hay lắm đó mình. Thôi, dẹp đi. Tôi đâu có dư giả thời gian, nên không rảnh rang để đan này đan nọ. Cho thiên hạ mỉa mai, tôi còn mặt mũi nhìn ai.
lao động chân tay chỉ dành cho những người nghèo mạt rệp. Còn tôi cơ nghiệp như đại gia nên cần phải sống xa hoa. Dù tiền bạc chất đầy nhà, dù là một đại gia, thì ta cũng nên chuyên cần lao động mình ơi. Thôi đi, tiền bạc của tôi như nước ngoài khơi chẳng bao giờ giới cạn. Nhưng khi nắng hạn dài lâu sẽ làm cạn nước biển sâu. Ý gì đây? Thì ông bà mình có dạy, ngồi không ăn núi còn mòn. Thấy mình suốt ngày đá gà, bài bạc, em sợ... Sợ hoài. Suốt ngày cứ sợ. Giết rồi, tôi sợ mấy người luôn à. Giết rồi, y chang cậu Út tôi. Mở miệng ra là dạy đời thiên hạ. Khó ưa. Sao mình nói cậu Út vậy? Cậu Út rất tốt với chúng ta mà. Tốt cái con khỉ móc. Suốt ngày em cứ đi khắp nơi, hết kêu người ta nên làm thứ này, tới khuyên người ta làm thứ nọ. Cũng chủ yếu là muốn để cho người ta biết ổng là ai, để dễ giải ra oai. Gặp ai ổng cũng khuyên rồi can, nên lánh xa tệ nạn bạc bài sát phạt, kẻo tan nát gia đình. Nghe rất bực mình. Cậu chỉ muốn xa mình đây được no ấm ngày mai, nên gặp ai cậu cũng khuyên lời hay, chung tay xây dựng nông thôn giàu đẹp ấy, bởi cậu nặng tình với xứ sở quê mình. Nói ra là binh lắm, nói ra là nói tốt cho ổng. Thì mà cứ cho là vậy đi. Nhưng mà chuyện của ổng thì ổng cứ mừng. Tôi đá gà đá vịt gì đó kệ tôi. Mắc gì mà ổng cứ hăm he tôi hoài vậy? Làm sao? Thì cậu cũng muốn tốt cho mình thôi. Hơn nữa, trách nhiệm của cậu là vậy mà. Muốn cho xã mình ngày càng văn minh giàu đẹp. Nhưng mà... Alo? Hả? Có độ hả? Sao? Gà của nó mấy ký vậy? 2.2 kg hả? được. Phải gỡ gạt lại mới được chứ mày. Được rồi, biết rồi, tao tới liền. Thôi ha. Mình lại lấy tiền đi đá gà nữa hả? Có gì không? Tiền đất nhà nước bồi hoàn chỉ có bấy nhiêu thôi à. Mình ơi, tiết kiệm đi mình. Dẹp đi. Mấy trăm triệu, xài gì hết. Giả lại tiền này là tiền của tôi. Tôi xài. Phần của mấy người. Anh không còn là anh Toản của hồi xưa. Anh thay đổi thiệt rồi. Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Hơi mỗi lần đi đá gà thì mặt mày bí xị như cái bánh bao chiều vậy. Làm sao mà thắng được? Em... Nè, tiền của tôi, tôi để trong tủ đó. Mất là biết tay tôi liền đó nha. Anh Toản. Trời ơi, ai sắp nhập mà ngáp dữ gì nè trời. Ngáp hồi chắc cái tẹo xương hàm luôn quá. Nam mô. Ông thần tài thổ địa ơi, làm ơn kéo khách vô giùm con. Ê kiểu này chắc chết đói nhằn răng quá. Nam mô. Trời. Gì đó ông thần thư? Em đang gian giái ông thần tài thổ địa phù hộ cho phòng massage của mình có khách. Khách gì mà khách? Giờ này còn sớm. Trời ơi, giờ này mà còn sớm hả chị? Khuya rồi. Mày lo gì? Làm ăn lâu nay mà mày không hiểu gì hết sao? Hiểu gì chị? Ở cái xã này nè, nhờ trúng đất nên nhiều ông trở thành đại gia.
Chiều chiều cái đại gia đi nhậu, nhậu đá cái đại gia mới mệt mỏi. Mà khi mệt mỏi rồi thì đại gia mới ghé vô chỗ của mình, hiểu chưa? À, em hiểu rồi. Yeah! Chính cái lúc họ mệt mỏi á, họ mới cảm thấy rất cần đôi tay êm ái nhẹ nhàng ôm ấp vỗ về. Khi cận kề bên nhau họ sẽ thấy trong lòng nôn nao. Ông nào cũng muốn vui hưởng bén nồng ân, nên thẳng tay dùng tiền. Và ta cứ bỏ túi như việc làm hiển nhiên. Nhờ vậy mà tụi mình mới sống được. Dạ, em hiểu rồi. Nam mô nam mô nam mô nam mô ông thần tài ông địa phù hộ đồ cho thôi. Con bạch xa của con. Giái nhiêu đó được rồi, khỏi giái nữa. Nè, nghe chị hỏi nè. Hỏi đi chị. Chuyện chị nhờ mày làm tới đâu rồi? Chuyện gì vậy chị? Mày còn trẻ sao mà đáng chế sớm quá vậy bác? Không phải, tại chị nhờ em nhiều chuyện lắm, nên em không có nhớ là chuyện gì đã làm, chuyện gì chưa làm. Nói ra cái kể lể đủ thứ ha. Không phải, em không có kể, nhưng thiệt tình á, là một mình em làm đủ thứ chuyện chứ. Nè, tiếp tân cũng em, giữ xe cũng em, quản lý đào cũng em, bảo kê cũng em, cơm nước, giặt vũ, lao dọn phòng, ốc cái gì cũng một tay em hết trơn á. Rồi giờ sao? Cực quá, chịu không nổi phải không? Kêu chị kiếm một người phụ em mà chị cứ... Né chứ gì. Nè, chỗ chị em với nhau, sao mày thường hay kể lể tính toán này nọ với tao hoài. Sao không nghĩ mày nên hình nên dốc, được ăn no lòng mặc ấm như ngày nay, là nhờ công sức của ai hả? Thì em nhờ ơn đức của chị hai, suốt bao năm dài đùm bọc yêu thương, nên em không còn ăn xin nơi xó chợ đầu đường, không còn những đêm trường chịu lạnh lẽo gió sương. Biết nghĩ vậy sao cứ kể công hoài? Tại tính em hay nói thôi, chứ em có kể lễ gì đâu. Em biết nếu không được chị cưu mang thì chắc đời em phải chịu nhiều gian nan lận đận. Vì số phận đăng cai đã dành sẵn cho mình. Mấy năm qua chỉ thương em bằng tất cả chân tình. Em dặn lòng mình không được quên ơn chị, phải nhớ trọn đời nghĩa trọng ân sâu. Nói thì nói vậy thôi, chứ có đáng gì đâu. Mình gặp gỡ nhau cũng là duyên phận, ta có cùng điểm chung là số phận lận đận. Đã trải qua mấy bận đau buồn, chỉ làm gái ăn sương nơi mấy ngõ đường, lạnh canh trường chốn phố phường thui thui. Em mất mẹ cha độc hành lầm lối, nhờ trời dung rối nên mình nương tựa vào nhau. Thôi, bỏ qua cái quá khứ u buồn đó đi. Mà nè, có tìm hiểu ông Tư Bảnh chưa? À, thì ra chuyện chị hỏi em là chuyện này đó hả? Ừ, mày làm chưa? Dạ rồi. Có phải ổng là đại gia thì không? Đúng vậy đó chị. Ông này á, trước đây nghèo lắm, làm ruộng làm rẫy, có khi đi làm thuê làm mướn nữa. Rồi ổng trúng đất, ổng có tiền và trở thành đại gia phải không? Dạ đúng rồi. Ủa, mà sao chị biết vậy? Ổng khoe với tao. À, em á nghe, em thấy ổng khoái chị lắm á nghe. Ừ, chứ sao. Ê, nè. Nhưng mà ý chị sao? Mày muốn hỏi chuyện gì? Thì chị có khoái ổng không? Có. Trời ơi.
Nhưng mà tao khoái cái mát đại gia miệt đồng của ổng. Ủa, ý chị là... Mèo gặp mỡ, sao bỏ qua được? Đúng rồi, chị là cục mỡ, còn ổng là con mèo. Ổng thèm chị đến chảy nước bọt. Thôi đi. Trời đất ơi, nghĩ ngược lại đi ông. Ngược lại hả? Ngược lại là chị là mèo, còn ổng là cục mỡ, đúng không? À... Đó. Vậy là chị sẽ đùa giỡn với ổng. Chị sẽ trơn giỡn, liếm qua, liếm lại cái cục mỡ. Sau đó gặm, nhai, ngấu, nghiến, rồi âm một cái, hết sạch gia tài, đúng không? Bữa nay mới thấy thông minh à. Tới giờ này mà cũng chưa về nữa. Không đi thì thôi, mà đi ra khỏi nhà là không nhớ đường về nữa. Khổ ghê. Dạ thưa má, mới qua. Mới qua đó hả con? Ủa, sao vậy? Có chuyện gì nữa hả? Sao mặt buồn xo vậy? Rồi, biết rồi. Nó đi đá gà nữa rồi phải không? Rồi mắng chửi con nữa phải không? Dạ. Cái thằng riết rồi hết nói nổi luôn à. Đúng là con hư tại ba mà. Ổng vậy á thì hỏi mần sao mà con cái nó nên thân cho được không biết. Anh đi đá gà suốt hả má ơi? Con nói hết lời anh cũng không có nghe. Ngày nào anh cũng thua cả chục triệu, có bữa còn nhiều hơn nữa. Hồi đó nó đâu có như vậy. Rồi từ khi trúng đất có chút đỉnh tiền, nó lại lười biếng lao động, thích ăn chơi. Ba bay cũng vậy, má cũng khổ nào thua kém chi con. Lòng héo hon vì muộn phiền lo lắng, đã bao đêm dài chờ trăng thức trắng. Nghe cây chồng chất đôi vai.
anh cứ xa chân vào bóng tối đêm trường. Để con phải sống trong lo lắng u buồn. Con ơi, những điều con vừa nói ra má đây hiểu rõ. Bởi má cũng đang phập phồng lo lắng thức trắng bao đêm trằn trọc u buồn. Đi thấy ba con ngày càng đi sâu vào vực thẳm đêm trường, mà muốn đưa ba con về đường ngái nẻo thẳng, nhưng đôi tay gầy chẳng đủ sức con ơi. Từng đêm dài nước mắt lặng thầm rơi khi nhớ về cái thời xa xưa ấy. Dẫu bữa đôi bữa nó mà đông đầy tình chồng vợ, còn hơn bây giờ sang giàu mà hững hờ câu nhân nói. Hồi đó nhà mình nghèo nhưng rất biết yêu thương nhau, phải không má? Hồi đó ba con rất chí thú làm ăn, còn thằng Tốn thì nó giỏi giang không ai bằng. Vậy đó mà bây giờ, vậy mà bây giờ khi ba tiền dư già, con đã đổi tính thay tình, không còn nghĩ đến người thân mà chỉ biết sống cho riêng mình. Nhìn chồng con càng ngày càng hư hỏng, con nghe trong lòng cứ nghẹn nghẹn nhói đau. Khuyên nhủ đã cạn lời, giờ cũng không biết phải làm sao. Chẳng lẽ cứ buông xuôi để anh lao vào ngõ tối? Con thầm dây dàng anh sống ăn năn cải hối, tìm lối cũ quay về lo chi thú làm ăn. Má đêm nào cũng gian dái, mong ông bà phù hộ cho cha con thằng Toản sớm quay đầu, từ bỏ thói ăn chơi. Chứ cứ cây đạ vậy hoài, má sợ. Con cũng sợ nữa đó má. Chị hai. Ủa? Cậu mới qua hả? Thưa cậu. Ủa? Bé ba cũng ở đây nữa hả? Dạ, con vừa qua thăm má con. Vậy ha. Anh hai đâu rồi chị? Ông đi chơi rồi cậu ơi. Anh á, ăn chơi bây giờ có tiếng ở xóm này rồi đó nha. Chị ráng nhắc nhở anh nha. Chơi bời quá coi chừng phá sản đó. Thì tôi cũng nói hoài á, mà ổng luôn để ngoài tai à cậu. Đồng tiền nó làm cho con người ta dễ dàng thay đổi. Nhớ hồi xưa anh rất hiền lành, không biết không dành các món ăn chơi, chỉ lo làm ăn để có của với đời. Thời thế đổi thay có trong tay bạc vàng, ổng lại vội quên cái thở cơ hàng. Ông quên hết tình nghĩa xóm làng, đàn điếm suốt ngày rồi ra vẻ đại gia. Anh Toản chồng con giống y như ba con vậy, luôn nghĩ ta đây là kẻ sang giàu, nên cứ ăn chơi đâu nghĩ đến sau này tiền bạc hết rồi sẽ thành kẻ trắng tay. Bay về nói với nó là bớt ăn chơi lại đi. Nó mà cứ tiếp tục như vậy hoài thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu đó.
Dạ, con cũng thường nhắc nhở ảnh, nhưng ảnh vẫn... Không nghe phải không? Dạ. Vậy thì để luật pháp dạy dỗ nó. Cậu làm việc sao không chịu kêu mấy chú trên xã hốt hết mấy cái chỗ ăn chơi như là đá gà, bài bạc, mại dâm đó đi. Thì anh em họ cũng đang làm nữa chứ chị. Làm rất thẳng tay nữa. Để xây dựng đời sống văn minh văn hóa, đổi mới cái nông thôn của mình chứ. Làm sao mấy cái vụ tệ nạn đó vẫn còn hoài vậy cậu Út? Đấu tranh chống tệ nạn xã hội là một cuộc chiến dài hơi chị hai ơi. Họ hoạt động ngày càng tinh vi lắm nghe. Đâu phải hễ nghi ngờ là có thể bắt họ được. Luật pháp là phải nói đến chứng cứ. Cậu Út nói đúng đó má. Có chứng cứ hẳn hoi mới buộc tội người ta được, phải không cậu Út? Ê cha, bữa nay chị đang tốt rồi nè. Còn bé ba, bây đang rành chưa bây? Dạ, cũng khá hơn rồi cậu. Chị hai, tôi thấy chị với bé ba lo học cái nghề đan giỏ này coi bộ mà hay à. Ảnh với cái thằng Toản ăn chơi như vậy, không sớm thì muộn cũng tán gia bại sản thôi. Ai nói cậu vậy? Ai nói cậu tới mức độ mà tán gia bại sản hả? Cái miệng ăn mắm ăn muối trù cho nhà tôi tàn mạc chứ gì. Có ai trù ẻo gì anh đâu. Mà có trù cũng tôi cũng chẳng có sợ nữa. Tôi đố á, tôi đố ai làm cho tôi nghèo được á. Đâu ai dám làm cho anh nghèo. Chỉ có anh á mới dám làm cho mình nghèo thôi. Anh đó nha. Anh... Dạ. Thưa ba, con mới qua. Ông đói chưa? Tôi dọn cơm ông ăn nghe. Nhà bữa nay ăn cơm với cái gì? Thì cái món khoái khẩu của ông đó. Hến xào xả ớt. Gì? Hến xào xả ớt hả? Món đó ai mà ăn? Hến bây giờ người ta bắt về đem cho vịt ăn để đẻ trứng cho nó tốt. Tôi người ta cho phải vịt đâu cho ăn hến. Ông nói vậy nghe được. Hồi đó ông khoái lắm mà sao giờ? Thôi, hồi đó hoài. Hồi đó khác, bây giờ khác, nghe rõ chưa? Hồi đó nghèo nên hèn, bây giờ giàu sang nên phách lối, phải không anh hai? Tôi vậy đó, rồi sao? Không sao cả. Anh hai à, anh có từng nghĩ đến một ngày nào anh nghèo lại không anh hai? Không. Anh hai, là chỗ tình nghĩa anh em nên hãy nghĩ làm sao thì tôi nói ra như vậy. Nhìn thấy anh đây ngày càng xa ngã, tôi cũng thầm lo anh sẽ khổ sau này. Dù giờ đây anh là kẻ giàu sang, tiền bạc đủ đầy, nhưng đời này có mấy ai biết được cuộc sống của mình ngày sau sẽ ra sao hả anh hai? Anh nên là anh mảnh của ngày nào, chăm chỉ cần lao, đừng tiếp tục bước chân vào vực thẳm. Tiền của bạc vàng dễ dàng tan biến lắm, chỉ có nhân nghĩa tình thâm là đáng trọng nhất trên đời. Nhân nghĩa tình thâm là thứ đáng trọng hả? Dạ phải rồi đó anh hai. Bởi vì tôi khuyên anh nên xa lánh mấy cái chỗ ăn chơi đàn điếm đó đi. Tiền có trong tay anh nên mua lại đất để trồng trọt. Trời trời ơi là trời. Mần ruộng mấy chục năm rồi, ngán thấy mụ nậu rồi. Vậy anh cũng được. Để tiền buôn bán chi cho mệt, cũng đâu cần tiền đẻ ra tiền làm gì. Nói vậy anh không làm gì hết, ngồi không ăn hoài, tiền của nào chịu nổi anh hai? Đó là chuyện của tôi, cậu khỏi lo ha. Thôi tôi mệt rồi, giờ phải đi nghỉ cho khỏe đây. Đó, cậu thấy rồi đó, bây giờ ổng vậy đó.
thiệt là khổ cho chị. Nam mô nam mô nam mô nam mô ông thần tài ông địa phù hộ độ, kêu khách tới tiệc về dùm con. Nam mô nam mô. Ôi dạ, ủa à, trời ơi, lâu quá mới gặp anh nghe. Trời ơi, sao lâu nay không tới ủng hộ em Út gì trơn nha anh. Có em nào mới không mày? Trời ơi, có chứ. Anh yên tâm đi, ở đây toàn là hàng mới không à. Nhân viên của em nghe, vừa trẻ vừa đẹp, chân dài tôi nói tới nách vậy đó. Tay nghề giỏi nữa, phục vụ tận tình, chu đáo luôn. Trời, quảng cáo quá, không biết có đúng vậy không à. Trời ơi, bảo đảm là anh vừa ý mà. Chịu tới vét không? Chuyện nhỏ. Có đang làm cho ai không? Dạ, em đó thì đông khách lắm. Nhưng mà bữa nay á, biết anh Toản tới á, lần này bắt em nó không có được tiếp ai hết á. Chỉ để dành cho anh Toản đại gia, bởi anh là mối là khách quen đó mà. Giờ anh chịu mát xa chưa, hay là chỉ muốn mây mưa cho phỉ lòng? Thôi đừng có hỏi lòng vòng, trả lời mệt sức nhọc công, hãy mau nói rõ tôi vô phòng nào. Dạ, phòng số 8, đó là phòng VIP à. Em nó sẽ tiếp đón tận tâm. Nếu mà vui vẻ, anh nhớ ghé thăm nha, để tụi em có điều kiện chăm lo anh nhiệt tình. Thôi được rồi, thử xong sẽ tính. Dạ, rồi, anh vô phòng số 8 đi, vô liền đi anh. Ê, 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 khoan, anh Toản đại gia ơi, hình như anh quên thứ gì đó. Thứ gì là thứ gì? Dạ, tiền mua vé massage. À, tưởng gì, nhiều à? Dạ, có 50.000 hả anh? Trời. Bo mày luôn đó. Dạ. Ê, nếu hàng chất lượng thì thôi, mà hàng không chất lượng là biết tay tao nữa nghe. Dạ, anh cứ yên tâm, chúc anh may mắn, ý lộn, chúc anh vui vẻ. Ê, chú ơi, chú, đi đâu vậy? À, tôi đi... À, chú đi massage phải không? Không phải. Trời, xạo quá ông ơi, đi massage, nói đại đi massage đi, có gì đâu mắc cỡ. Thì tôi... Đi massage là phải mua vé, ha, mỗi suất là 60 phút, tiền mỗi suất là 50 ngàn. Rồi, lại đây. Tôi nói là tôi không có đi. Ê, không có đi vậy vô đây làm chi cha nội? Ê, muốn quậy hả? Tôi kêu công an à nha. Kêu công an? Công an xã này tôi thân lắm à. Cần gì cứ kêu tôi nè. Vậy chú là... Ủa? Chú Hùng, bữa nay sao chú lại tới đây? Dạ, rất hân hạnh được đón tiếp chú. Tôi không đến đây để thư giãn hay này nọ đâu. Dạ, nếu chú tới đây với một mục đích kiểm tra, dạ xin mời chú cứ vào thẳng trong nhà, ra soát kỹ để rồi mới mong về làm ăn. Ở chỗ này lâu nay đều như vậy, rất lương thiện chú à. Dạ, lương thiện lắm, chỉ là đấm lưng với bấm huyệt mà thôi. Người ta đến đây khi đau bệnh, lúc về thì bao bệnh trạng sẽ tiêu tan. Nên cái chỗ của con có thể xem như là chú bồng lai. Ai đang buồn bực hoặc đang mệt nhọc, chỉ một suất massage thì bao phiền muộn sẽ tan tành ráo rồi. Vậy sao? Dạ phải, chỗ con chỉ massage theo kiểu y học cổ truyền thôi. Làm ăn lương thiện cho nó lành chú à. Có phải thằng Toản nó vừa vào đây không? Dạ phải, cậu ấy đang massage. Nếu mà chú tìm cậu ấy có gì cần á, chú cứ vào phòng số 8. Dạ, chú ngại thì để em con nó đưa chú vô. Không cần đâu. Thôi, tôi về. Chào mọi người. Dạ, chú về.
chú về. Trời ơi là trời, bộ chị muốn chết hay sao mà kêu ổng vô phòng số 8 gặp ông Toản vậy? Bộ mày tưởng chị mày khờ tới vậy sao? Lúc mà ổng nói chuyện với mày, tao đã vào phòng dặn tụi nó massage cho đàng hoàng rồi. Công nhận nha, chị hay thiệt đó. Ông này khó đối phó lắm. Ổng tới đây là cái chỗ này không yên với ổng đâu. Từ rày trở lên, không cho tụi nó tiếp khách ở đây. Nếu như khách có nhu cầu, cứ đáp ở các khu nhà trọ, nhớ chưa? Dạ nhớ. Ủa, mình không thể mua chuộc ổng sao chị? Nếu mà mua chuộc được thì cần gì phải lo. Ở cái xã này nè, ổng nổi tiếng là thanh liêm, có nhiều tụ điểm karaoke ôm, câu lạc bộ ca cổ ôm, đã bị ổng tố giác chỉ điểm, rồi bị giải tán ra trọi rồi. Chà, ông này dữ dằn vậy đó hả? Nghe chị nói sao em thấy lo quá. Cẩn thận đề phòng là được rồi. Dạ được rồi, từ nay em sẽ hết sức đề phòng cẩn thận. Đây đây, tiền 10 cái giỏ của con nè. Dạ cảm ơn cậu Út. Có gì đâu Bay, Bay khách sáo quá. Con cố gắng đan nhiều hơn để có thêm thu nhập. Ráng đi con, mấy cái thứ hàng thủ công mỹ nghệ như vậy nè, thời nay người ta ưa chuộng lắm. Dạ. Ủa mà thằng Toản nó đi chơi nữa rồi hả? Dạ. Bay cứ yên tâm đi, cậu sẽ đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội để xây dựng nông thôn mới vững mạnh. Thằng Toản nó sẽ trở lại như xưa thôi. Con hy vọng được như cậu nói lắm. Cậu nè, con nghe nói trước đây xã mình rất đổi bình yên, tình xóm hiền răng bó, một người khó khăn trăm người giúp đỡ, nhà nào có tiệc tùng cả xóm cùng chung tay, không ai ghét bỏ ai bao giờ. Nhưng đâu ngờ đô thị quá về đây, xóm làng muôn mặt đổi thay. Cầu gian lắc lại bắc ngang dòng sông rộng, đã không còn yên diện ở nơi đây. Tiếng mái dựng xây rộn việc khắp thôn làng, đường đất bây giờ trải nhớ thênh thang. Quán nhậu cùng mọc lên lớp lớp hàng hàng, chị An quê mình không giống ngày xưa. Đó là hệ lụy của quá trình đô thị hóa đó con. Bên cạnh những mặt tốt luôn có những mặt hạn chế mà. Hồi đó xã mình làm gì có nhà trọ, câu lạc bộ ca cổ ôm, giờ thì chúng mọc lên như nấm sau mưa. Cậu và chính quyền địa phương cũng đau đầu lắm trong cái cuộc chiến này con à. Con cũng vậy, cứ luôn nghĩ cách đưa anh Toản trở lại con người trước kia. Nhiều lúc con nghĩ thà đừng được bồi hoàn đất, thằng nghèo như trước còn hơn cậu à. Thì cũng như cậu vừa nói với con đó. À thôi, cậu có việc phải đi, cố gắng lên nghe Bay. Dạ. Công việc này cũng hay ghê, vừa có nghề vừa có tiền, mai mốt lỡ có gì mình cũng không sợ đói. Chắc là thua nữa rồi, khổ ghê vậy đó. Tiền của tôi cất trong tủ đâu hết rồi? Em mấy người lấy hết rồi phải không? Dạ không có. Nói dối, mau đưa ra cho tôi, tôi phải gom hết để đấu trận này mới được. Mình ơi, đừng liều lĩnh như vậy, dừng lại đi mình. Im đi, đừng có nói nữa, tôi đang điên đây nè, mau đưa tiền cho tôi. Không, em không đưa cho mình đâu. Trời ơi,
ơi, tôi giết cô bây giờ. Thà rằng mình giết em đi, để em không phải chứng kiến cảnh gia đình ta suy tàn đổ nát. Em xin mình hãy suy nghĩ lại, để cùng em chung tay xây dựng mai gia đình. Đừng tưởng tôi không dám giết cô nha. Vậy thì hãy giết em đi, cho thỏa cơn tức giận của mình, để em không còn được nhìn, được thấy ngày từng ngày mình liêu lòng ăn chơi. Em bây giờ cạn sức tàn hơi, quá bao ngày chờ đợi mình trở về nẻo sang, nhưng mình vẫn như kẻ mù lòa bóng quăng, mãi miết lang thang trong lối sống sai lầm. Đừng có nói nhảm, có đưa tiền cho tôi không thì bảo. Em đã gom hết tiền và gửi vô quỹ tín dụng rồi. Hay, cô hay lắm. Cô tưởng làm như vậy là sẽ ngăn cản được tôi sao? Chờ đó đi. Tôi sẽ đem giấy tờ nhà để đi cá độ. Mình, đừng, đừng mình ơi, mình ơi, đừng, đừng làm vậy mà mình. Tránh ra. Mình. Tránh ra. Mình ơi, mình. Dạ, anh Bảy yên tâm nghe. Cho em hẹn một tuần nữa nghe. Dạ, một tuần nữa em sẽ trả cho anh cả vốn lẫn lời. Dạ, tại quán em dạo này bị mấy ảnh kiểm tra suốt nên làm ăn không có được. Anh thông cảm em nghe anh Bảy. Dạ, em hứa uy tín mà. Dạ, em cảm ơn anh Bảy. Dạ, dạ em chào anh Bảy. Trời ơi, tiền đâu ra để trả cho bọn chúng bây giờ? Dạ, anh yêu, em nghe nè. Sao? Chút anh tới hả? Dạ, em chờ anh nghe. Chị Hai. Hả? Chị làm gì vậy? Bộ bị siết nợ hả? Trời ơi, dạo này á, mấy ông trên xã làm gắt quá, mình làm ăn không được gì hết á, tiền đâu mà ra? Chị đã có cách. Có cách? Cách gì chị Hai? Trời ơi, liều quá không chị? Hết cách rồi. Thôi, em vào lo việc của em đi, để chị lo tiếp khách. Dạ. Hỏng hết hồn. Ôi dễ thương quá à. Xịt không? Cho hôn miếng rồi. Nè. Nói thiệt với Hà nha. Dạ. Xa Hà một ngày á. Dạ. Mình thấy dài như là tiếng vậy đó. Trời ơi, thì 24 tiếng và một ngày cũng như nhau hả? À, thà nói một ngày, chứ nói 24 tiếng nghe nó dài lắm, phải không? Dạ. Ừ. Nè, hả? Ăn gì chưa? Qua đi ăn mà hỏi ăn gì chưa là sao? Em quên. Thôi để em bảo từ nhỏ làm cho anh vài món nghe. Một món thôi cũng được. Dạ. Bá ơi. Dạ. Dạ.
Chị hai kêu em. Ủa, anh Bảnh à, anh tới hồi nào đó? Mới tới thôi. À, khỏe không à, chú ba? Dạ, khỏe re như bọt kéo xe vậy đó. Bà con ở dưới cũng khỏe hết ha. Dạ, bà con. Thì chị tên Hà, em tên Bá, ở dưới lên chứ đâu phải không? À, anh Bảnh thiệt là vui tánh ghê vậy đó. Nói chơi vậy thôi, chứ thấy chú khỏe là được rồi. Dạ. Nè, em vô làm món gì cho anh Bảnh với chị Nhâm Nhi nghe. Dạ, đại gia, thích ăn món gì, ăn theo kiểu gì, em sẽ nấu cho. À, vậy hả? Nấu kiểu gì cũng được phải không? Dạ. Ăn kiểu gì để coi, trước mấy kia là thường quá. Bây giờ phải ăn kiểu đại gia mới được. Nghe đồn là ở nước Nhật á, các đại gia không ăn bình thường đâu, ăn cái kiểu gì đã lắm. Ủa? Đã làm sao hả anh yêu? Người ta nấu thức ăn xong rồi ha, cái người ta bày lên trên thân thể của một người con gái, cái mọi người súng lại ăn. Kiểu này độc quá ha. À, được rồi, đại gia muốn vậy em sẽ chịu. Em sẽ làm cho anh kiểu y chang như vậy á. Nhớ ngang. Được không? Được, chị cứ yên tâm đi. Đại gia, xin anh chờ chỉ trong vài phút giây, sẽ có ngày món ngon ăn liền. Tiền nong không cần, không cần đâu nghe. Mình quá thân quen nên nghĩa ân coi trọng. Anh không cần chờ lâu, em đi vào nấu ngay đây. Thôi được rồi, vô nấu liền đi, đói bụng quá trời rồi nè. Dạ. Dạ. Lại đây. Lại nè. Bí mật. Gì dữ vậy anh? Đây, kính phân ưu tặng em. Cái gì mà thành kính phân ưu? Đám ma hả? À, không phải. À, thành kính thân thương tặng em. Nói lộn. Gì vậy anh? Đó, mở ra đi. Nè, thích chưa? Ý, dây chuyền vàng. Nhiều mà to vậy anh? 5 chỉ lận á. 5 chỉ? Ủa, có 5 chỉ mà to vậy hả? Vàng bọng mà em. Thích không em yêu? Thích lắm. Cảm ơn anh yêu. Thương quá à. Thương quá đi thôi á. Nè, đeo giùm em nha. À, đây. Công nhận cổ em bự thiệt. Thiệt đeo không? Đeo vàng vô, đẹp rạng rỡ luôn. Vậy hả anh? Thiệt, dốc mà. Sao vậy anh? Tự nhiên đứng đeo dây chuyền xong tự nhiên dài mỏi quá. Em xin lỗi nha. Để em đóng bóp cho anh nha. Không phiền, em làm bóp nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Đó. Anh có muốn em đóng bóp mỗi ngày cho anh không? Sao không muốn? Vậy thì trước em về ở chung luôn đi. Đi, đâu được. Còn mẹ Lý Thông ở nhà. Thấy chưa? Vậy mà nói thương người ta. Giả dối. Thôi, ta chia tay nhau. Từ đây chấm dứt không quen nhau cho qua mau ưu tình. Thôi. Về đi, về với vợ nhà đi. Thôi mà cục cưng nghe nói nè. Biết rồi, anh thương em. Để từ anh tính lại nghe. Thôi, khỏi tính khỏi toan gì hết. Tôi biết, tôi chỉ là loại quá hèn có dài. Hương sắc đã tàn phai nên đâu xứng cùng ai nên giờ. Sao
đừng khóc nữa ha. Thôi em đừng nên đau khổ u sầu, nào ai phải đâu vô tình để mình em khóc duyên ban đầu. Ôi còn đâu, còn đâu dù lắm đắng cay anh vẫn mãi yêu nàng. Yêu người ta mà không cho người ta sống chung nhà, nếu phải cách xa anh em thà trốn đời ở nhà. Thà đừng ưu tư đừng đau buồn quá, anh sẽ đưa em về nhà chung sống ở bên nhau. Hứa rồi đó nghe. Không có nuốt lời à nghe. Ừ, không nuốt đâu. Đánh đi. Ghét quá đi á. Ừ. Trời ơi. Ông Bảnh. Ông. Ủa. Sao bà biết tôi ở đây mà tới vậy? Bà. Hả? Sao bà biết tôi đây mà tới? Lúc nãy á, có người ném giấy vào nhà. Trong giấy nói ông đang ở đây với bồ nhí nè. Trời 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 trời. Ai mà rảnh rỗi dữ vậy? Ai mà dám mách lẻo cái chuyện của tôi vậy trời? Dạ em. Mày hả? Ê, dạ không phải. Ý em nói là em không biết ai hết. Không phải mày. Vậy thì ai? Ai vô đây chứ? Ông không cần biết là ai. Thì ra bấy lâu nay tiền bạc của tôi ông đã gom góp đem hết cho cô này phải không? Bà. Anh ơi. Hử? Bà này là ai? Bà này hả? Bà này là vợ của ông này nè. Bà. Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi, tại sao mà đánh người ta chứ hả? Ông còn hỏi hả? Ông còn hỏi hả? Tôi đánh luôn ông nè. Cái gì vậy? Bà khùng á. Khùng ơi. Ông Bảnh, ông đánh tôi. Rõ ràng ông là một người chồng tệ bạc, nhân tâm tan nát giá càng khi sống cảnh giàu sang. Một cơn gian nan tôi đã cùng ông sẽ chia cơ cực, vậy mà ông dứt bỏ tôi đi tìm kẻ khác chia vui. Tôi quá đau lòng ông có biết hay không? Tình nghĩa vợ chồng sẽ chấm dứt từ đây. Được rồi, tôi về. Ông tàn nhẫn lắm. Đi về đi. Bà đám không biết cái đám nào mà đi chỉ bà tới chỗ này hay thiệt chứ. Gì nữa? Anh về với chị đi. Em sẽ là người ra đi. Trời ơi, cái gì vậy? Để từ từ anh tính. Nghe nè, bây giờ anh về, anh ly dị với bà, sau đó anh sẽ rước em về chung sống với anh, nghe không? Ngang, anh về ngang, nghe cưng, cục cưng anh về ngang, ngang. Ý khoan, xin hãy dừng chân, thức ăn ngon đã chín, mời anh xơi, mời chị xơi. Trời ơi, cái hơi gì nghe nổi gai ốc ở trên này, ai đây? Dạ. Trời ơi. Đại gia ơi. Ơi.
Trời, em này đâu mới xuống đi cái thương đi. Trời ơi, đại gia thấy em thế nào? Có dễ thương không? Nhưng mà em là ai mới được? Nói qua nghe coi. Dạ, em tới đây để phục vụ đại gia nè. À, bây giờ em sẽ nằm xuống đây. Đại gia rất thích ăn lên người em nha, nha, nha. Trời ơi, mày làm cái gì vậy bá? Dạ, em ra đây để phục vụ cho đại gia. Trời đất thánh thần ơi, vậy mà nãy giờ tôi tưởng là con gái. Tụi nó đâu hết rồi? Chị quên rồi hả? Tụi nó bỏ quán đi hết rồi, không có ai hết á, nên em định... Thôi. Ê răng quá mày ơi, thức ăn này mà để rưới lên người mày á, ăn vô chắc á khẩu luôn quá. Coi kìa, cái chân gì đâu mà... Trời ơi, chân em dài lắm chứ bộ. Dài như cổ hươu vậy mà chê. Trời ơi, dài thì có dài thiệt chứ mà ghẻ cũng nhiều lắm. Trời ơi, đại gia không biết, cái này người ta gọi là những bông hoa nhỏ đó. Thức ăn đó, em nằm đây rắc thức ăn đi rồi thưởng thức nghe bảnh đại gia. Thôi, mày ăn mấy cái bông hoa đó đi, tao không dám ăn đâu. Về đây, mệt quá rồi. Bước một trong kế hoạch đã thành công. Còn một bước nữa thôi, ta sẽ sung sướng như tiên. Sớm như tương a ý lộn, sướng như tiên. Tôi đã nói với bà rồi, con khóc giờ này với tôi cũng vô ích. Lên đường, xách đồ đi liền, đi ra khỏi nhà ngay bây giờ. Đi. Ông đuổi tôi. Ừ. Ông tuyệt tình với tôi như vậy sao? Rồi nãy giờ bà nghe tôi nói sao? Nãy giờ có nói với gì tình trong não không? Tôi nói bạch đi là đuổi rồi, còn không ông đuổi tôi nữa. Đi liền đi, mệt quá rồi. Ông tệ bạc quá. Vợ chồng chung sống với nhau bao nhiêu năm, không nghĩa cũng tình. Vậy mà ông chẳng chút xót thương. Vật chất ông cắt đứt nghĩa tình xưa, chưa một lần tôi lối đạo cùng ông, sao nỡ đành tâm giống phụ cho đành. Rồi tôi trời đất ơi, nói vậy hoài mà cứ than khóc hoài à, làm sao tôi chịu nổi chứ. Tiền thì tôi đã chia cho bà rồi, đúng không? Vậy thì đừng có nói gì thêm nữa đó. Ngay bây giờ, bà hãy nhanh chóng ra đi. Đừng bận biểu mà đi, dẫu đau khổ sầu bi, cũng không thay đổi gì đâu. Tôi lo rầu khi nghĩ đến ngày mai, ông sẽ là người nghèo đói trắng tay. Bởi ai cũng thế, khi mê sắc tham tài đều phải trả giá. Ông cũng vậy mà thôi. Bà nói dòng dài nghe mệt làm sao. Cửa tôi mở rồi kìa, mau hãy đi mau, đi cho khuất mắt, không hẹn ngày gặp lại ngày mai. Dù đau khổ đây vui tôi cũng chẳng cần à, hãy coi như là kết thúc hôm nay. Ông ơi, bao lời của ông khiến lòng tôi cay.
đành cam chấp nhận. Số phận hầm hiu đã dành sẵn cho mình, nghĩa tình thời tấm mặn chẳng còn chi nữa ông ơi. Chút nữa xa rời tổ ấm yêu thương, nước mắt trào tuôn dương bước chân gầy. Ngày mai đây tôi và ông xa nhau mãi mãi, nhà xưa tôi không về lại, để ông được cùng ai vui sống đến bạc đầu. Còn riêng tôi lòng trót mang nặng nỗi sầu, đâu dễ gì chôn dấu, đâu dễ gì bôi xóa được ông ơi. Trời ơi, mệt quá trời đi trời. Tôi uống ngày nay không có mệt bằng nghe cái giọng lè nhè của bà. Đi thì đi cho lẹ dùm cái chú lãi nhãi hoài à. Đi đi. Ông cứ để tôi nói hết hôm nay, chú dưới nỗi đắng cay đang ngập tràn trong da. Rồi mai đây trở thành người xa lạ, trọn kiếp này đây ta sẽ không gặp lại trong đời. Cạn tâm tư sao lời lại nghẹn lời. Giây phút này đấy tôi bỗng nhớ về dĩ vãng, cái thuở cơ hàng chung sống bên nhau. Dù nhà nghèo bữa giao bữa rau, nhưng chồng vợ cùng sẽ chia bao ngọt bùi cay. Ông còn nhớ dăm khi khăn rằng khét mùi nắng gió, mà ông đã nhường cho tôi đổi lúc ra đồng. Cái gì? Khăn rằng gì mà nhung nhớ hả? Chứ khăn rằng gì? Chỉ khăn rằng này đấy, mấy năm nay tôi vẫn còn cất kỹ để nhớ những tháng ngày mình cực khổ khó nhau. Trời ơi, cái khăn rằng cũ xì rách như sơ mướp mà cũng cất quăng đi bà ơi. Quăng bỏ nó đi. Đối với ông cái khăn này không có gì quý giá, nhưng với tôi luôn xem nó là vật ngôi ghém yêu. Ông nhường cho tôi để tránh nắng tránh sương, lòng tôi vui sướng không thể nào tả được. Những tháng ngày xưa giờ tan theo bọt nước, bởi ông chẳng thủy chung sao trước không vẹn gìn. Trời ơi, bà cũng khang gian khiến tôi thêm bực. Đi đi, từ nay tình đoán kiệt. Sẽ đi ngay bỏ mặt ông tự sanh tự diệt, khi biết hối hận thì đã trễ muộn ông ơi. Hối hận còn phía mới hối hận, để bà trong nhà này là mới hối hận đó, hiểu không? Hối hận. Tôi nói cho ông biết, người phụ nữ đó rồi đây sẽ khiến cho ông tàn mạt. Bà khỏi lo, năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi hả? Không có ai lừa được tôi hết, tôi nói cho bà biết,
đừng có viện lý do để nấn ná lại ở trong ngôi nhà này, nghe rõ chưa? Đi liền, đi cho khuất mắt tôi, lẹ lên tôi còn khóa cửa nữa. Đi. Đừng. Nếu ông nói như vậy thì tôi sẽ đi. Đi liền. Tôi đi cho ông vừa lòng. Đi. Nói đi rồi nãy giờ bao nhiêu câu rồi bây giờ mới chịu đi. Người gì đâu mà lì thấy sợ. Đuổi hoài luôn. Đi chưa? Đi thiệt rồi. Hay là khỏe rồi, khỏe rồi. Có điện thoại mình đâu rồi trời? Mẹ ông mẹ này mới đi mới lấy luôn cái điện thoại mình sao trời? Đây đây đây, bỏ đây, quên. Số em yêu số mấy quên rồi. Lưu tên gì quên rồi trời. Em yêu à, đây đây, em yêu. Bắt máy đi cưng, bắt máy đi cưng. Alo. Em yêu hả em yêu? Anh chứ ai? Anh chứ ai? Anh đã đuổi bà đi ra khỏi nhà rồi nghe. Nè, chút xíu nữa anh tới anh đón em nghe. Hiểu không? Ha? Nhất định vậy nha. Ừ. Bye bye. Lát gặp, lát gặp. Ông đối xử với má như vậy đó. Chắc lúc ba nóng giận nên mới cư xử với má như vậy. Mai mốt ba hết giận sẽ tìm đón má về thôi. Ông có đón á, má cũng không có về đâu. Ủa, mà thằng Toản đi chơi nữa rồi hả con? Dạ, con đang nóng ruột chờ ảnh về nè má. Nó ăn chơi như vậy, chắc không còn bao lâu nữa sẽ không còn một xu dính túi con à. Má, con đã lấy hết tiền của ảnh gửi quỹ tiết kiệm rồi má. Vậy hả? Vậy rồi nó lấy tiền đâu mà đi chơi với ba? Dạ, ảnh lấy dạ ảnh lấy cái gì? Nó lấy thứ gì mà có ấp áp úng vậy? Ảnh lấy giấy tờ nhà đem đi cá độ rồi má. Trời ơi, nó, con không ngăn cản được ảnh má ơi. Trời ơi, Toản ơi, Toản ơi, sao con lại quá nông nổi si mê, sát phạt ăn chơi đánh hư hỏng cuộc đời, rồi đây lối về sẽ dịu dời. Lỗi ấy do tôi không dạy bảo khuyên rằng cứ để mặc con bước chân vào chốn đêm trường, má đừng quá đau buồn mà nguy hại bản thân. Con đã khuyên anh lời hết lần này đến lần nó làm sai, nhưng lần này thì lớn chuyện rồi bé ba ơi. Nếu lỡ bị thua thì căn nhà nó sẽ mất, rồi nhà cửa đâu mà ở hả con? Thôi má cũng đừng có lo quá, chuyện đâu sẽ còn có đó. Nếu lỡ mất căn nhà này, mình vẫn còn tiền đủ để cất lại căn nhà khác mà má. Má mệt rồi, để con đưa má vào trong ngơi nghỉ. Thôi, má không nghỉ đâu. Má muốn đi chùa một chút cho thanh thản đầu óc. Con ở nhà chờ nó về, coi sự thể ra sao rồi tính nghe con. Dạ, má đi cẩn thận nghe má. Ừ, má biết rồi.
Đóng cửa rào lại, đóng cửa rào lại. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, kìa, mình sao vậy nè? Tôi bị té xe. Sao lại bị té xe? Lúc đá gà, công an ập đó, tôi nhanh chân bỏ trốn lấy xe tẩu thoát. Nhưng không ngờ bị họ đuổi theo, tôi mới tăng hết ga chạy về nhà. Do lạc tay lái, tôi đã bị té. Rồi mình có sao không? Để em đưa mình đi trạm xá băng bó vết thương nghe. Thôi khỏi đi mình, tôi không có sao, chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Mình, tôi có lỗi với mình nhiều lắm. Mình nói vậy nghĩa là tôi đã gà thua, căn nhà này mất rồi mình ơi. Trời ơi, mình sáng mất ra chưa? Mai mốt nhà cửa bị người ta lấy, chỗ đâu mà ở đây nè trời. Mình, mình ơi, từ bấy lâu nay tôi cứ mãi chạy theo cuộc sống xa hoa ăn chơi trụy lạc. Để đến hôm nay khi cửa nhà tan nát, tôi mới nhận ra mình đã bước sai đường. Khiến mình phải sống trong những ngày tháng đau buồn, mình vì thương tôi mà chịu nhiều vất vả. Giờ tôi hối hận rồi, xin mình hãy thứ tha. Tôi hứa với mình, tôi sẽ mãi mãi rời xa bài bạc đá gà và những trò ăn chơi trụy lạc. Sẽ xây dựng lại tương lai từ đống tro tàn đổ nát, chồng vợ bên nhau hát trọn khúc ân tình. Thật lòng ăn năn hối hận, xin em đừng oán hờn chấp giận mà chi. Tôi nghe đau nhói trong lòng, dòng lệ đẫm bờ mi, muốn bỏ xứ xa quê đi về phương trời dịu dời, để lãng quên bao chuyện đời cay đắng, bỏ mặc anh dấn thân vào bóng tối cuộc đời. Anh biết rằng anh đã sai và tìm lối quay về. Mẹ ba ơi, hãy bỏ qua bao lầm lỗi.
anh hứa anh sẽ thật lòng cái hôi, sớm tối lo cái cài xây dựng lại tương lai. Mình, những gì mình nói có thiệt lòng không? Tôi nói thiệt mà, tôi hối hận rồi. Mình có sẵn lòng tha thứ cho tôi không? Dạ, có. Nếu đây là lời chân thật tự đáy lòng thì em hạnh phúc lắm đó mình. Mình, anh yêu, uống nữa đi anh. Anh tôi uống tới trời, bữa nay là phải uống chứ. Dạ. À bây giờ là bây giờ hồi nãy giờ uống mà nguội quá. Bây giờ phải làm cho nó cạn một cái rồi. Dạ. Nè, rót ra làm cạn một cái ngang. Dạ. Bây giờ anh đếm ngang. Dạ. Bây giờ chuẩn bị đếm ngang. Rồi. Nghe nè. Một. Hai. Tôi là chủ nhà, để chủ nhà đếm. Rồi rồi rồi, đếm đi. Nè. Một, hai, ba, vô. Bốn, chưa vô, bốn. Vậy mấy mới vô? Năm mới vô. Dạ. Bốn, năm, vô. Cạn nè, cạn. Cạn đi anh, cạn. À, bá cạn đi, giờ anh cạn luôn. Dạ, cạn, em cạn. Bá cạn đi bá. Rồi, cạn hết rồi. Phải nói là vui, phải ấm về mới vui chứ. Ở nhà anh hồi đó và bữa nay là vui nhất đó. Dạ. Hồi xưa giờ từ hồi cưới cái con mẹ nó về tới giờ chưa bao giờ con mẹ dám ngồi đây mà nhậu với anh, với em ngồi với anh bữa nay không? Dạ. Em biết là anh đợi chờ ngày này lâu lắm rồi không? Dạ, dạ biết chứ. Biết thì vô cái coi. Vô. Em cũng vậy nữa nè. Em chờ dài cả cổ luôn mới được bên anh chung sống đó. Vậy à, mình vô thêm một cái nữa để chúc mừng anh chị hôm nay hữu tội, à ý lộn, hội tụ. Ừ. Bữa nay hai người hội tụ à, có mồi, có bia, có rượu à, mời anh hãy uống cho say để mừng quyên ương chung sống à, bên nhau vui sống trọn đời. Trời trời trời, sao hôm nay mày dùng lời nghe êm tai, tao khoái rồi nghe. Vô cái con nào. Một, hai, ba, vô. Ủa, năm mới vô, tôi thấy vô hoài là sao? Đi quên. Em quên. Bốn, năm, vô. Cả ngang. Dạ. Ê. Hả? Rồi. Hết bia rồi. Hết bia rồi hả? Hết hả? Phải không? Dạ. Nhà này, bia làm sao hết được. Xong còn nước là nhà này còn bia mà lo chứ. Tao nhậu chờ chút nha. Đây là cơ hội tốt. Dạ. Ra tay luôn đêm nay. Bước 2 của kế hoạch. Nhất trí vậy đi chị. Đây. Có bia đây hả anh? À, có bia. Phải không? Anh nói là khi nào xong cạn nước mới là hết bia chứ, phải không? Bia đây. Dạ. Nhậu không sai là không được gì. Dạ. Dạ. Cùi đây. Nào. Rót vô. Cạn nha. Ly đi anh. Bây giờ đếm nè. Dạ. Một. Hai. Ba. Trời không vô. Tới năm lần mà anh. Tới năm mới vô hả? Tới năm lần anh ơi. Thôi giờ vô đi, chờ lâu quá. Vô nè. Vô. Em nói anh Bảnh đại gia ngang ha. Chị em nói là chị yêu anh nhất trên đời luôn á. Yêu nhất không à? Thiệt không em? Dạ thiệt. Anh biết không? Sao? Em đã nguyện ngàn năm yêu thiết tha. Giờ đây già.
Vui thiệt là vui luôn á. Hùng miếng coi. Ủa tao tôn chúng mày, mày đưa cái mặt vô đây làm chi vậy thằng này? Mày xích ra. Em lộn. Chỉ có em mới làm cho anh cảm thấy cuộc sống này đáng yêu như vậy. À đó, bia. Trong bia này. Bia. Bia này ngon thiệt. Đưa anh rót một ly nữa coi. Đây. Uống nữa đi anh. Uống ra cạn nè. Một. Hai. Anh ơi. Sao mà tự nhiên sao chóng mặt thế trời. Anh ơi. Anh à. Bạn đây ra, bạn đây ra. Anh ơi. Anh. Anh à. Anh ơi. Thấm thuốc rồi. Giờ ra tay nghe chị. Ừ. Không biết tìm ông cất ở nhà hay gửi ngân hàng nữa. Có lần ông nói với chị, ông cất ở trong tủ phòng của ông á. Còn chìa khóa tủ thì ở đâu? Ở đâu chị? Có chưa? Có rồi. Vô phòng ngay. Đánh nhanh rút lẹ mới được. Đi. Dạ. Kỳ này chị em mình giàu rồi. Có tiền trả nợ cho bọn cho vay nặng lãi. Lẹ đi, nói hoài ha. Dạ dạ dạ. Khoan đã. Gì vậy chị? Trói ông ấy lại cho chắc ăn. Lỡ lúc mình đang lục lọi, ông tỉnh dậy thì chết. Phải em. Chị chu đáo ghê vậy đó. Trói ông lại. Để em. Trời ơi, cái ông này ông nặng như con heo vậy đó. Nhanh đi. Nhanh lên. Rồi, 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 xong. Vậy là yên tâm hốt của. Yeah! Ông tỉnh rồi hả? Ủa? Sao mọi người có mặt đầy đủ? Hả? Có chuyện gì vậy? Ba thấy trong người sao rồi ba? Đầu còn đau dữ lắm. Còn chóng mặt. Anh bị thuốc mê nên vậy đó. Thuốc mê? Cậu nói gì vậy? Bọn người của con Hà với thằng Bá, nó bỏ thuốc mê vô bia cho ông uống. Chúng có ý đồ ăn cắp tiền của ông đó. Trời, thiệt vậy hả? Nói dối ông, có lợi ích gì cho mọi người không? Vậy bây giờ tiền của tôi đâu? Mất hết rồi à? Chưa có mất, chỉ xém mất thôi à. Cũng may nhờ cậu Út phát hiện kịp nên bắt được bọn chúng rồi. Vậy à? Thiệt vậy hả cậu Út? Dạ, thật ra thì em đã theo dõi bọn chúng từ lâu rồi. Bữa đó biết anh đưa chúng về nhà, em nghi chúng sẽ ra tay. Vì biết chúng rất cần tiền để trả nợ cho bọn giang hồ, nên em đã cho người mai phục. Và khi thời cơ đến thì bọn chúng bị tóm gọn. Cậu Út, Út nghe, cũng may, chứ nếu không thì... Cậu Út à, bây giờ bọn chúng đâu rồi cậu Út? Đang bị tạm giam để điều tra làm rõ vụ việc. Điều tra? Điều tra được gì chưa cậu? Theo kết quả điều tra ban đầu thì chúng đã thừa nhận vì hành vi phạm tội của mình. Chúng phạm mấy tội lần? Tội thứ nhất là massage trá hình. Tội thứ hai là lợi dụng chiếm đoạt tài sản của công dân. Ông đó, sống tới từng tuổi này mà còn bị lừa gạt nó thấy chưa? Tôi đâu có ngờ, việc tôi học làm sang
đua đòi ăn chơi lại có hậu quả như vậy. Anh coi, thằng Toản con anh hồi đó nó ngoan hiền biết chừng nào, giờ nó cũng học theo sách của anh, cũng ăn chơi tùm lum ra. Ủa, thằng Toản đâu? Sao tôi không thấy nó vậy? Ảnh đang ở trên xã đó bà. Nó đã vướng vào tệ nạn xã hội, hay sao mà bị bắt ở ngoài xã? Gần giống vậy đó ba. Nghĩa là người ta vừa triệt phá một trường gà lớn. Bọn chúng khai nhận là thằng Toản nhà mình đó, nó có tham gia, nên nó bị mời lên xã để lấy lời khai. Anh yên tâm đi, bây giờ nó hối hận và chịu sửa sai rồi. Nó hứa sẽ làm lại cuộc đời đó. Trời ơi, cha con tôi có tiền cái học đòi quên tình quên nghĩa, làm báo người phải lo rầu đau. Bà ơi, từ bấy lâu nay tôi đã lầm đường lạc lối, đối với bà tôi là người có lỗi. Giờ đã thật lòng ăn năn sám hối, mong bà mở rộng lòng thương tha thứ tội giống tình, để tôi được nhẹ vơi nỗi rải rứt ở lòng mình. Bà đối với tôi trọn tình ghen nghĩa, còn tôi đối với bà ôi thật đáng mai mẻ xót xa. Giờ tôi hối hận rồi, mong bà hãy thương ta, để hai vợ chồng già sống bên nhau vui vẻ như những ngày xưa khi mình còn son trẻ, đã cùng chia sẻ cho nhau cái đắng vui buồn. Có thiệt tình là ông đã hối hận rồi không? Thiệt mà bà. Từ nay tôi hứa, tôi sẽ sửa đổi bản thân, cố gắng làm ăn, trở lại là tư bản của ngày nào. Bà, bà đừng giận tôi nghe bà. Nếu mà còn giận ông, tôi đã bỏ mặc ông rồi. Hai cha con anh khi có tiền ăn chơi trác táng, giờ biết quay đầu thì cũng đáng mừng. Dù sự quay đầu ấy tuy có trễ một chút, nhưng cũng không đến nỗi quá muộn màng mà, phải không cậu? Phải không mọi người? Cũng phải. Qua cái chuyện này nha, tôi mới thấy rõ, mỗi người, mỗi gia đình là một viên gạch để xây dựng xã hội. Con người tốt, gia đình tốt thì xóm làng, xã hội mới tốt, phải không cậu? Dạ phải. Tôi hy vọng mọi người dân ở xã mình ai cũng chí thú làm ăn, tuyệt đối nói không với các tệ nạn xã hội, để cùng nhau xây dựng đời sống văn minh, văn hóa ở nông thôn mới. Mọi người ở đây nè, có hứa với tôi không? Chúng tôi xin hứa. Có con nữa nè cậu Út. Mình Toản, về rồi hả con? Toản, hứa nghe con, vậy là gia đình mình vui rồi.